Hello mọi người, đây là một chiếc xe Honda Vario. Wow, nhìn nó có vẻ giống như là xe thùng lan can đúng không? Không, nó là một chiếc xe đã được kỹ sư hãm tân trang lại toàn bộ trong một cái gói combo full, bao gồm cả vệ sinh toàn bộ động cơ, khoang máy trả về hiện trạng gần giống như là mới và cả sơn hết toàn bộ dàn áo, dàn mờ. Đấy, thì một chiếc xe mà những cái hình ảnh ban đầu thì nó cũ và nó xấu xí và nó dơ bẩn, nhưng mà sau khi mình đã làm xong thì từ ngay cả bên trong động cơ mình cũng làm sạch, rồi dàn áo xe mình cũng sơn mới, rồi ngay cả những cái nơi mà hang hốc mà dơ bẩn mà khó xử lý nhất bên trong sườn mình cũng đã tận tụy mà mình vệ sinh hết, ngay cả bộ dây điện cũng đã được rửa khô sạch sẽ hoàn toàn. Đó, thì đây chính là chiếc xe mà sau khi dọn xong thì phải nói là đáng đồng tiền bát gạo khi mọi thứ đều sáng bóng. Và mọi người sẽ thắc mắc là vì sao cái bánh xe mình lại đi quấn vỏ vậy? Tại vì khi hồi nãy khi mà mình làm xong hết đã, cái bánh xe mình đã dưỡng bóng vệ sinh rất là sạch và mình sợ nó rất là dơ khi mà mình chạy ra cái nơi để mình quay phim này, nên mình đã quyết định là mình quấn nó lại luôn. Đó, khi mình quấn nó lại như thế này rồi thì mình chạy thì nó sẽ có một ít dơ ở trong cái hốc gầm, thì một lát nữa về mình sẽ chùi nhẹ nhàng cái là xong, chứ nó sẽ không cần phải đánh bóng vỏ nữa. Rồi, mình có thể tiến cận cảnh ha. Thì nói chung là chiếc xe này là zin hết. Thì đây là hai cái bộ gù tay lái, nhưng mà khách hàng không có thích bộ gù này nữa nên khách hàng kêu là tháo bỏ dục đi, về khách hàng sẽ tự gắn thêm, nên mình để sẵn lại hai con ốc để cho khách hàng về khách hàng tháo. Có một số thứ mà khi mà cái xe mình nó qua thì khách hàng muốn thay đổi như thế nào thì rất là tùy ý khách hàng. Rồi, chuyện chỉ có như thế thôi. Thì đây chỉ là một chiếc xe mà sau mình dọn sạch sẽ làm zin thôi chứ không có gì cả. Đó. Rồi, rất hy vọng mọi người sẽ hỗ trợ. Thì chỉ với mức giá từ 800 tới 900 ngàn là chúng ta có thể tháo và vệ sinh sạch sẽ động cơ bên trong. Còn với dàn áo thì tùy vào màu sơn và sơn hết toàn bộ dàn chân hay dàn mờ thì sẽ có giá khác nhau. Đó, thì dao động rất là nhiều tầm giá. Thì anh em nào mà muốn dọn mà chơi Tết thì có thể liên hệ kỹ sư hẻm với cái chi nhánh ở Gò Vấp, là có dọn full hết toàn bộ mọi thứ cho mọi người. Rồi.